Hiện nay thì công nghiệp quốc phòng, ý kiến các đồng chí là phải đất nước của chúng ta là đất nước làm giàu từ biển, thì công nghiệp quốc phòng không phải chỉ có lục địa. Chúng tôi cũng sản xuất tất cả các loại vũ khí trang bị bảo đảm cho bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Ví dụ chúng ta đóng tàu cho cả thế giới, tàu chiến đấu hẳn hoi, chứ không phải chỉ có mỗi cái tàu đánh cá đâu các nhận, báo cáo với càng như thế. Thế và các dây chuyền sản xuất, kể cả sản xuất các loại vũ khí chiến lược, bắn ở các cự ly khác nhau, các loại mục tiêu khác nhau, không chỉ trên đất liền, không chỉ trên không và cả trên mặt nước nữa. Báo cáo với các đồng chí như vậy. Hôm nay thì không có thời gian và hơn nữa là tôi cũng không được phép nói sâu hơn để chúng ta hiểu về cái nhiệm vụ của công nghiệp quốc phòng. Làm những cái gì, bắn ở đâu, bắn ra làm sao thì báo cáo với các đồng chí như vậy. Cái ý thứ hai tôi muốn báo cáo với Quốc hội và các vị đại biểu là cơ chế chính sách đặc thù của công nghiệp quốc phòng. Các đồng chí nói rất nhiều, tôi xin rất cảm ơn các đồng chí, bởi vì nói ra thì là phải nói là thiên cơ phải bất khả lộ. Đấy, để báo cáo với các đồng chí như vậy. Thế nên bây giờ mà đưa ra hết thì thôi thì cũng không thể nói được. Thế nhưng mà thứ nhất là chính sách hoạt động khoa học công nghệ các đồng chí. Tôi xin báo cáo với các đồng chí, nếu bây giờ chúng ta có rất nhiều cái luật, ví dụ như là luật khoa học công nghệ, luật sở hữu trí tuệ, luật công nghệ cao, luật đấu thầu, mà đưa vào cái này thì rất khó. Thời gian vừa qua chúng tôi thực hiện rất là khó. Cái này vướng cái kia. Và các cái sản phẩm mà chúng tôi nghiên cứu khoa học công nghệ thì còn lại chỉ là kết quả bắn trúng mục tiêu, kết quả là phá hủy được mục tiêu, kết quả là làm chủ được chiến trường. Thì những cái đấy nó không có cái cơ sở để mà nghiệm thu sau cái thử nghiệm các ông chị. Thế nên nó phải có tính riêng của nó. Thì báo cáo các ông chí mà bắn quả đạn nó phải trúng mục tiêu, nó phải nổ, nó phải phá sát thương vài trăm mét hoặc vài chục mét theo cái từng tính năng của các loại quả đạn. Quả lựu đạn thôi cũng vài chục mét. Thì báo cáo với các ông chí những cái này sau khi nó nổ thì không thể thu lại được cái sản phẩm đấy. Thế nên nó phải có cái tính riêng của nó, thì rất mong cái này thì các ông chí hiểu cho. Chứ còn viết rạch ròi tôi đề nghị là cũng phải giao cho chính phủ, sau đó là có cái nghị định cụ thể. Thứ ba là các ông chí nói nhiều về bảo đảm chính sách nguồn vốn cho phát triển công nghiệp quốc phòng. Hiện nay ngân sách nhà nước là chủ đạo và cũng đã và đang và sẽ mãi mãi vẫn sẽ phải như thế các ông chí. Huy động nguồn lực của ngoài xã hội không được bao nhiêu đâu, bởi vì cũng tốn kém lắm. Tôi nói thật với các ông chí là nhiều lúc cũng phải nghiến răng chịu đựng, chứ nếu không thì một cuộc diễn tập cũng đã tốn rất nhiều tiền. Các ông chí diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện là cũng đều phải súng đạn hết cả. Đấy. Nhưng một viên đạn không thể có viên đạn vài chục nghìn được. Báo cáo với các ông chí như thế. Thế cho nên nó cũng tốn kém. Và đây nó cũng tính bảo mật rất cao. Chúng ta nếu chỉ ghi nội dung chi cho nhiệm vụ mà lộ ra thì coi như cũng thiên cơ còn thất bại. Mà cái việc 3 năm nuôi quân giết giặc 1 giờ, sử dụng 1 giờ thì báo cáo với các ông chí rất cần cái bí mật này. Bí mật thắng 50% rồi. Thì báo cáo với các đồng chí là tôi xin báo cáo cái nội dung thứ ba là về nguồn ngân sách thì như vậy. Cho nên là ngân sách nhà nước là chủ đạo. Trên cơ sở phát thi cái nguồn ngân sách mà trong cái luật chúng tôi ghi có 5-6 loại để huy động tất cả sức người, sức của tất cả cho nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc toàn vẹn lãnh thổ. Thì báo cáo với các đồng chí như vậy.